Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 22 tháng 8 năm 2023, giá đầu giờ chiều tiếp tục tăng nữa nha bà con. Mít ruột đỏ Indo lá bầu chiều nay được thương lái mua tại vườn có mức giá như sau. Mít nhất là từ 55.000 cho tới 58.000 đồng. Mít nhì dao động từ 45.000 cho tới 48.000 đồng một ký. Mít chợ dao động trong khoảng từ 25.000 cho tới 27.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm thông tin. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.